Thưa quý vị, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý môi trường, nhất là giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách trên địa bàn quận. Đây là hình ảnh được chụp lại tại khu vực cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ, giáp ranh giữa hai phường là Hòa Khê và An Khê. Điểm tập kết với một lượng lớn rác thải, xà bần trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng này, cuối tháng 11 vừa qua, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê đã phối hợp với Xí nghiệp Môi trường và các đơn vị ra quân dọn vệ sinh. Đến nay, nơi đây không còn là điểm tập kết rác của người dân. Tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường đã giảm hẳn, cảnh quan xanh sạch đẹp. Trong năm 2023, đối với các cái vấn đề trọng điểm cấp bách về môi trường thì Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban quận trên hai cái giải pháp chính, giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. Biển Nguyễn Tất Thành thì bên cạnh sự đầu tư của thành phố, các công trình mà thu gom nước thải dọc cái tuyến biển thì các hội đoàn thể của quận cũng định kỳ ra quân dọn vệ sinh biển, đặc biệt là thu gom rác tấp vào bờ biển sau các đợt lụt và mưa lớn. Đối với cái khu vực đất mà sau cái cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ này thì là một cái khu vực đất giáp danh giữa hai phường và cái điểm cuối của con đường. Do đó là các cái trường hợp là hay tận dụng để mà tập kết rác. Thì sau khi mà tiến hành dọn vệ sinh xong thì chúng tôi đã có cái biên bản bàn giao cho hai phường về cái quy chế phối hợp giữa hai địa phương để mà cùng công tác quản lý. Còn đây là lô đất trống tại đường Vũ Quỳnh thuộc phường Thanh Khê Tây. Một thời gian dài, lô đất này cỏ dại mọc tùm và bị biến thành nơi đổ phế thải của người dân, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong khu vực. Để giải quyết rốt ráo thực trạng trên, địa phương đã tổ chức tổng dọn vệ sinh lô đất trống và xây dựng bãi đậu đỗ xe tạm. Từ năm 2010 đến giờ, ví dụ khu ngay chỗ Vũ Quỳnh này, thì trước đây cũng rất là phức tạp về môi trường. Nhưng về địa phương cũng đã đề nghị, thời gian qua đề nghị với lại Phòng Tài nguyên Môi trường với cùng địa phương và tổ chức là dọn, thu hồi giá hạ, di chuyển đi nơi khác. Bên cạnh đó địa phương cũng giao cho những cái hộ dân gần cái nhổ lô đất trống là tự nhận và quản lý. Hiện nay trên địa bàn quận có 398 lô đất trống, trong đó có 103 lô đất chưa bố trí tái định cư. Các lô đất còn lại đã có chủ sử dụng và được sử dụng để trồng rau, làm bãi đổ xe, rào chắn, v.v. Ủy ban nhân dân các phường đã cấm bạn nghiêm cấm đổ rác thải xả bừng không đúng nơi quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra xử lý đối với một số trường hợp vi phạm. Tại những điểm tập kết rác thải, quận Thanh Khê cũng đã tiên phong đầu tư xây dựng mô hình điểm tập kết xanh gồm che chắn thùng rác kiên cố, trồng cây xanh để tạo mảng xanh bao phủ, giúp giảm thiểu mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh và tạo mỹ quan cho khu vực. Bên cạnh đó, nhiều mô hình về môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê như khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, khu dân cư thân thiện môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã từng bước tác động đến ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Đại đa số bà con khu dân cư ở đây, ở khu dân cư 9 Tân Hòa, là việc mà người ta chấp hành, người ta tham gia dọn vệ sinh như thế này thì là tương đối là tốt. Thế rồi về phía khu dân cư thì là giao cho câu lạc bộ của cựu chiến binh của khu dân cư là quản lý hai cái sân này. Chi hội phụ nữ thì là trồng hoa và trồng chăm bón cây xanh. Thế và khi mà hàng tháng ấy là tổ chức dọn vệ sinh ở đây ấy, là được là huy động được cả bà con xung quanh ở đây. Người ta đến người ta tự nguyện người ta tham gia cùng với lại cán bộ của khu dân cư. Có thể thấy thời gian qua, quận Thanh Khê đã ban hành các đề án, kế hoạch về việc quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường tại những lô đất trống, triển khai thu gom rác thải phát sinh sau các đợt mưa lũ, dọn vệ sinh làm sạch biển Nguyễn Tất Thành, quản lý xử lý ô nhiễm các hồ. Cùng với đó thực hiện đề án xây dựng Thanh Khê quận môi trường năm 2023 với 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Các phường đã ban hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác môi trường. Kết quả, 8 trên 10 phường đạt tiêu chí phường thân thiện môi trường trong năm 2023. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, quận Thanh Khê đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng Thanh Khê, quận môi trường.